Hello cả nhà, lại là Trang đây. Đợt lễ 30 tháng 4 vừa rồi bọn mình được nghỉ một ngày, cho nên là tranh thủ đi tới thành phố biển Ila. Let's go. Hôm đó là buổi chiều bọn mình đi hái hoa ở đồng về, xong rồi tranh thủ bắt xe buýt tầm 2 giờ. Nhưng mà bị lỡ hai chuyến xe buýt mọi người à. Không sao, cuối cùng cũng có một cái chú tài xế chạy xe chở khách du lịch đường dài cho tụi mình đi qua Giang ấy. Nhiệt độ hôm đấy là 41 độ C nên trời thì khá là âm u nè. Cái khúc này là có bão cát đang đi qua đó mọi người. Xe thì đang tiến thẳng về Y Lạt, tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là bọn mình sẽ đến nơi ấy. Cuối cùng cũng đến Y Lạt rồi. Gió thì thổi vẫn rất là mạnh nhưng mà thời tiết có vẻ đẹp hơn này. Hôm nay thì bọn mình đang đi tìm phòng khách sạn. Ê, biển kìa mọi người ơi. Đây là phòng khách sạn bọn mình sẽ ở nha. Nhận phòng rồi, cùng làm room tour một phòng nào. Hello, bây giờ bọn mình sẽ đi vô check in. Chắc rồi. Cô mà xếp phòng có gì nào? Đầu tiên là cái nhà vệ sinh ý. Hello. Đây có cái ấm nước, tủ lạnh. Nothing in here. Bỏ đâu đây trước rồi. Cái ghế, hai ghế và một giường to, phòng này có thể chứa được 6 người đây. Ok phép. Thôi tay phía trước. Làng đừng ngủ. Sau khi nhận phòng thì tụi mình đi dạo ra phía biển. Đằng kia có một cái bảng quảng cáo xanh xanh vàng vàng ấy, làm mình nhớ tới cái điện máy xanh ở Việt Nam. Ta-da, chào mừng mọi người tới với biển đỏ ở Ý Lạc nha. Chiều hôm ấy sóng biển đánh khá là mạnh, nó mạnh đến nỗi mà cuốn trôi năm cái mỹ nhân ngư, à quên, mỹ nam ngư ở chỗ phao hết sẽ vào bờ luôn. 2000 years later. Đây là team Zofa thằng Hiếu Lục này, Tuyền này, không cho em thấy cái tay thôi, Hiếu này, Hiển này, đi trước là Lan và cô này, mình là Trang. Lúc này mấy chị em mình đang đi dạo phố xem Elat về đêm thì như thế nào. Mấy cháu có thịt giảm cân. Chưa ăn gì nhưng mà ui. Với một tinh thần thể thao cao độ, team Zofa cùng với lớp bèm rồi đã đạt huy chương phong cảnh trong cúp bóng đá vừa rồi nè. Và sau đây sẽ là màn boxing của năm thí sinh nổi bật nhất. Wow. Game chưa hết mà, chúng ta vẫn còn một thí sinh nữa. Đó là ai nhỉ? Kim Cương, với biệt tài ném đá sang tới 3 vòng trên mặt biển, em ấy còn có khả năng boxing cực đỉnh nữa này. Game lúc này cũng đã hết rồi. Bụng đứa nào đứa đấy nó meo, chúng mình đi dạo dạo và tìm được một vài quán ăn. Đây là một quán bán mì hơi nén ấy, theo phong cách Nhật Bản này. Phía trước này là khu vui chơi cho trẻ em, người lớn cũng có nữa. Đây là một loạt các cửa hàng ăn uống. Elat về đêm thì rực rỡ sắc màu và âm thanh nữa nè. Qua một cái khu lều màu đỏ này, tụi mình đang trên đường ra bờ biển để
tìm cái chỗ để mà ăn uống và cả hát nữa. Cuối cùng thì cũng tìm được một cái điểm ưng ý đó. Tay lớn mai về đôi sơn hà, mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau ngược những bão đát quay cuồng. Mình cho phát mình đến từ hát tuyệt vàng. Ok. Kim Cương. Mình là mình từ sau hả? Mình là tên mình đến từ sau. Mình là Lan, mình từ LA. Mình là Trang. Lúc này là buổi sáng hôm sau, thì tầm 5:30-6 giờ hơn, mình tranh thủ dậy sớm đi bộ ra bờ biển. Đường phố lúc này thì rất là ít người và xe so với cái không khí tấp nập của tối hôm trước, một không khí rất là dễ chịu và yên bình. Từ chỗ khách sạn bọn mình ở ra tới bờ biển thì khoảng 10-15 phút đi bộ thôi. Lúc này thì có vài người người ta đi tập thể dục buổi sáng. Cũng đã lâu rồi thì mình mới ngửi được cái mùi đặc trưng của biển ấy, mùi mặn mặn này. Nó một chút tanh tanh nữa, nhưng mà rất là nhớ luôn. Đây là một loạt 5 cái dãy nhà, 1, 2, 3, 4, 5. Nó nằm như thế này, y như là 5 con tàu mà neo bên cái bến cảng Yên Lạc vậy đó. Mình đi dạo một chút và gặp cái con mèo này. Lúc này tầm 4 giờ chiều 5 giờ rồi. Bọn mình tranh thủ xuống chơi biển một tí xíu nữa. Ôi, cá quá trời luôn đi. Mình cố gắng thu lại hình ảnh của biển và trong tầm mắt một lần nữa. Bây giờ đến lúc nói lời tạm biệt Elad rồi. Lên xe buýt đi thôi. Lúc tụi mình về tới nhà thì cũng gần 10 giờ tối rồi. Đó là một ngày đi chơi rất là vui vẻ luôn. Hẹn gặp lại nha, bye bye.